chiều ngày 25 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Hạnh Ngộ, trụ trì chùa Đức Quang, số 330 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tăng Bổn Tự đã trang nghiêm tổ chức lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Nghi thức tắm Phật là một trong những nét văn hóa tâm linh cao đẹp của những người theo đạo Phật, thường được diễn ra vào ngày lễ Phật Đản hàng năm. Đặc biệt, lễ tắm Phật cũng chính là dịp để các Phật tử, cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế giới thể hiện lòng tôn kính, hân hoan đối với sự xuất hiện của Đấng Giác Ngộ, Đức Phật Thích Ca, cách đây hơn 2.600 năm về trước. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn thể chư tăng đạo tràng chùa Đức Quang đã trang nghiêm thực hành lễ tắm Phật theo nghi thức truyền thống với quy mô nội bộ, nguyện đem công đức hồi hướng cho Phật Pháp xương minh, thế giới hòa bình, dịch bệnh sớm tiêu trừ, muôn dân an lạc.